Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm kéo dài thời gian xử lý kỷ luật dẫn đến hết thời hạn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật người vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến hết thời hạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị cần đặc biệt chú ý đến đảm bảo thời gian, thời hạn xử lý kỷ luật. Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật Đảng phải kịp thời ban hành quyết định kỷ luật hành chính theo thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi công bố quyết định kỷ luật Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật người vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến hết thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật người vi phạm. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phối hợp tổ chức kiểm điểm xong, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần báo cáo kết quả gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định, tham mưu thành phố xem xét, quyết định xử lý kỷ luật. Đồng thời, nhấn mạnh kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật. Đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội có thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể, nếu có, theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể.